Xin chào anh chị và các bạn. Hiện nay thì chúng ta đang có mặt tại vị trí của một cái lô đất rất là đẹp thuộc khu vực trung tâm của xã Bình Thuận. Và trước mắt anh chị và các bạn kia thôi, chúng ta có thể nhìn thấy đấy là Ủy ban Nhân dân của xã cũng như là khu vực bưu điện trung tâm, chợ. Còn nếu anh chị và các bạn đi về cái hướng bên tay trái này thì đó chính là cái hướng về khu vực ngã tư điện máy xanh, bách hóa xanh, khu vực dọc cái con đường vừa chiếu cho anh chị đấy là con đường này này. Đó chính là cái con đường sầm uất nhất của khu vực xã Bình Thuận. Và cái diện tích của đất nó từ cái cây cột này và kéo cho tới cái phía bụi chuối ở đằng kia với cái chiều ngang là 33,9m và chiều dài khoảng 69m. Tổng diện tích của cái lô đất của chúng ta là 2517,7m2 và hiện nay thì đã có thổ cư là 400m nha anh chị. Đó, bây giờ em Tuấn sẽ quay. Hiện nay thì hiện trạng là trên đất là đã có một cái căn nhà rồi. Căn nhà xây tương đối là kiên cố. Và nếu như mà mình về thì mình cũng có thể là sửa sang lại một chút xíu và mình có thể ở được ngay. Gia chủ thì hiện nay đang cho thuê cái căn nhà này với giá khoảng 1,3 triệu trên một tháng. Đó. Và đằng sau nhà này thì có một cái khu vườn sầu riêng rất là rộng lớn. Thì chúng ta cùng đi tham quan khu vườn sầu riêng này. Đó. Hiện nay thì trong cái khu vườn này thì có khoảng là 40 cái gốc sầu riêng rất là sai trái và cho sản lượng là từ 5 cho tới 8 tấn sầu riêng luôn nha anh chị. Khu vườn rất là đẹp và theo như anh chủ có chia sẻ đó là trong cái đợt sầu riêng này thì cái vụ này có thể thu hoạch được khoảng 400 triệu tiền doanh thu cho cái đợt sầu riêng này. Đấy, thì khi mà mình mua cái miếng đất này khoảng 2,5 sào này thì mình sẽ hơn 2,5 sào này thì mình sẽ sở hữu luôn cả cái khu vườn sầu riêng này nha anh chị. Một cái vị trí ở đằng trước mà chúng ta có thể kinh doanh rất là tốt. Ngoài ra thì ở đằng sau thì có thể là trồng sầu riêng cũng như là thu hoạch sầu riêng trên một cái vườn có sẵn. Thì cái vị trí như thế này là rất là tuyệt vời để anh chị và các bạn sở hữu đầu tư. Miếng đất là vừa có giá trị về kinh doanh và đằng sau đây như chúng ta đang tham quan cây vườn là lại có cái giá trị về kinh tế, giá trị về có thể trồng cây để thu những cái trái và cho doanh thu hàng năm thì rất là tốt. Vườn sầu riêng rất là đẹp và rất là sai trái. Anh chủ anh ấy chăm sóc cái vườn này rất là tốt anh chị. Cây chỉ cần hơi cao hoặc là hơi có cỏ một chút là đã thuê người cắt lại cỏ cây cũng như là quét dọn cái vườn rất là sạch sẽ. Sản lượng thường xuyên của vườn này là khoảng từ 5 cho tới 8 tấn sầu riêng. Tổng cộng là 40 gốc sầu riêng nha anh chị. Đây là cái danh đất ở phía cuối của lô đất. Toàn bộ cái diện tích của cái vườn cũng như là của ngôi nhà đã được rào lại rất là cẩn thận và kỹ lưỡng anh chị, như anh chị và các bạn có thể thấy. Đây là một trong những cái miếng đất có thể nói là sầm uất và đẹp nhất tại khu vực xã Bình Thuận để mà anh chị và các bạn có thể đầu tư. Rồi, và đây chính là cái vị trí lô đất của chúng ta. Anh chị và các bạn thấy cái sân này không ạ? Đó, thì cái vị trí cái lô đất của chúng ta là nó nằm ngay cạnh với lại khu vực Ủy ban Nhân dân của xã Bình Thuận cũng như là khu vực bưu điện của xã Bình Thuận và khu vực quầy thuốc Tây cũng như là chợ trung tâm của khu vực xã Bình Thuận, nó nằm ngay đây. Tức là từ vị trí này chỉ cách các cái khu vực sầm uất nhất ở đây chỉ đâu đó khoảng mấy chục mét mà thôi. Và vị trí của cái lô đất này nó cũng nằm trên cái trục đường sầm uất nhất của khu vực xã Bình Thuận, đấy chính là cái con đường này. Và lộ giới sau này sẽ được quy hoạch mở rộng ra là 27m. Đó, từ đây trên dọc cái con đường này là khu vực chợ cũng như là quán cà phê rất là nhiều. Và từ đây di chuyển khoảng 1km thì tới cái khu vực ở đây đấy là trung tâm bách hóa xanh cũng như là điện máy xanh của khu vực xã Bình Thuận. Đó, và cái trục đường này á, nếu mà mở rộng ra thì cái trục đường này nó cũng chính là cái trục đường liên xã. Từ đây có thể di chuyển rất là dễ dàng về khu vực xã Cư Bao của thị xã Buôn Hổ bên dưới cũng như là di chuyển lên phần trên này. Đó là các cái khu vực, các cái phường khác của thị xã Buôn Hổ. Đấy, thì về bây giờ thì Tuấn sẽ mở cho anh chị ra cái phần về quy hoạch để anh chị và các bạn cùng có thể theo dõi. Quy hoạch sử dụng đất của thị xã Buôn Hổ 2030. Rồi, anh chị và các bạn thấy không ạ? Cái lô đất của chúng ta nằm ngay tại cái khu vực có cái màu đỏ như thế này, khu vực trung tâm của xã Bình Thuận. Và ở đây á, thì ngay gần đây thôi là quy hoạch của một cái khu đất chợ nữa. Tức là vị trí của chúng ta nó sẽ nằm ở giữa hai cái khu vực chợ truyền thống. Đấy,
Và cái cung đường này nó là cái cung đường màu xanh này này. Đấy là cái cung đường mặt tiền của cung đường của chúng ta, được quy hoạch mở rộng là 27m, một trục rất là lớn. Và nếu như Tuấn zoom rộng hơn thì cái góc rộng hơn thì ở đây nó sẽ đi, cái con đường này nó sẽ nối về khu vực này. Đấy chính là khu vực ở đây, đó chính là khu vực về bên khu vực xã Cư Bao, của cũng là của khu vực về Bình Thuận. Và nếu như từ cái con đường này mình chạy thẳng lên đây thì nó di chuyển về các cái phường khác của thị xã Buôn Hồ. Và ngay cách ngã tư khu vực Sầm Uất, rất là Sầm Uất, cũng có chợ, cũng có điện máy xanh, cũng có Bách Hóa Xanh, cũng như là các cái cơ sở kinh doanh, trường học, quán trà sữa, quán cà phê. Và từ đây thì cái vị trí của mình nó cũng được quy hoạch rất là gần với lại hai cái khu du lịch ở đây. Đó chính là khu du lịch ở bên ngoài này là khu du lịch đèo Hà Lan. Đó, và ở phía phần bên này đấy là khu du lịch sinh thái Asian. Đặc biệt là khu du lịch đèo Hà Lan là một trong những cái khu nó nằm ở ngay ngoài cửa ngõ phía quốc lộ 14 này, thì nó rất là đẹp và ở đây có một cái không khí nó rất là thoáng đãng. Thì cái vị trí như thế này anh chị và các bạn đầu tư thì nó sẽ rất là sinh lợi ở trong tương lai, tại vì cái mặt đường của chúng ta là đường 27m. Và ngay bây giờ thì nếu mà như anh chị và các bạn mua cái lô đất này thì mình cũng có thể dọn về và kinh doanh được ngay, tùy cái mặt hàng mà anh chị gia chủ có thể kinh doanh được. Đó, còn cái vị trí này thì mình có thể kinh doanh về cà phê, kinh doanh về quán ăn, kinh doanh về quán trà sữa, hay là mình có thể làm những cái cơ sở về kinh doanh hay là đặt văn phòng thì đều rất là tốt. Đấy là cái vị trí này. Đó, và ở đây nó rất là an ninh yên tĩnh, có thể nói là vị trí trung tâm, vị trí tương lai nhất, vị trí sầm uất nhất của khu vực xã Bình Thuận. Đây, con đường này chính là cái con đường đẹp nhất của xã Bình Thuận, và vị trí lô đất ở chúng ta nó nằm trên cái đoạn đường phải nói là sầm uất nhất của xã Bình Thuận, một cái vị trí đầu tư rất là tốt trên một cái con đường thông thương và rất là có tiềm năng tăng giá cao ở trong tương lai. Anh chị và các bạn quan tâm tới cái lô đất này thì có thể gọi điện theo cái số hotline luôn hiển thị ở trên màn hình, thì bên em sẽ cung cấp sổ cũng như là các cái thông tin chi tiết hơn về cái lô đất gửi tới anh chị và các bạn. Anh chị và các bạn mong muốn tìm mua những cái bất động sản tại khu vực Buôn Ma Thuột và Đắk Lắk thì có thể gọi cho bên em theo cái số hotline, vì hiện nay thì bên em phân phối rất là nhiều những cái bất động sản tại cái khu vực này. Ngoài ra thì anh chị và các bạn có thể bấm vào cái đường link ở bên phía dưới phần mô tả để đăng ký tư vấn cũng như là nhận những cái thông tin và tải bản đồ quy hoạch mới nhất của Buôn Ma Thuột và Đắk Lắk. Anh chị và các bạn cũng có thể bấm nút chuông và đăng ký kênh để nhận những cái thông báo về các cái video tiếp theo. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem hết cái video vừa rồi, và hẹn gặp anh chị và các bạn ở những cái video tiếp theo.